Hello, tôi xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Xa Lan. Cô chú anh chị ơi, cũng lâu lắm rồi Ti không có đăng video mới lên nè. Hôm nay Ti đậu chung với một cái xà lan này rất là to luôn. Hôm nay Ti sẽ quay cho mọi người xem sự chênh lệch của những xà lan lớn và nhỏ nó khác nhau như thế nào nè. Cái chiếc này cái tâm hạ là 5m8 lận. Thì trọng tải của chiếc này tầm hơn 4.000 tấn, tôi không biết chính xác bao nhiêu, mình có thể đoán là hơn 4.000 tấn. Chiếc này rất là dài luôn, nó dài khoảng 79 mét. Ở bên Ti hiện là xà lan rỗng không có hàng, còn bên chiếc lớn thì đang giao hàng, vẫn còn hàng ở dưới xà lan nha. Nhưng mà mọi người thấy là cái nắp mui ở bên Ti, nắp cabin nó chỉ bằng cái bon ở bên chiếc lớn thôi. Cái quầy hầm hàng này ở bên chiếc lớn này cũng rất là cao luôn, Ti cao có 1,5 m, hơn 1,5 m à, mà cái quầy hầm hàng này nó muốn bằng Ti luôn rồi cô chú anh chị ơi. Thường những chiếc xà lan lớn như thế này người ta sẽ đóng hai dách hai đáy cho cái xà lan nó cứng, và người ta chuyên chở sắt á, cho nên đóng xà lan hai dách nó cũng sẽ cứng cáp hơn. Còn như bên Ti thì hạn chế chở sắt, bên Ti là chỉ chở hàng bao, hàng khô thôi. Và cái chiếc xà lan này bề ngang của nó là tầm 16 mét nha. Thường thường á, nếu như mà chở sắt thì chiếc này sẽ chở được đủ tải hoặc gần đủ tải, nhưng mà khi chở giấy như thế này thì sẽ mất tải rất là nhiều, tại vì giấy nó nhẹ lắm cô chú anh chị ơi. Để mà vận hành một cái xà lan lớn như thế này thì thật sự không phải dễ. Thứ nhất là về nguồn hàng, khi mà xà lan lớn quá cái nguồn hàng sẽ bị hạn chế, và đa phần thì sẽ chở đi qua bên Campuchia là nhiều, còn hàng nội địa thì nó sẽ hạn chế hơn. Và khi mà đi xà lan lớn như thế này cần phải 5 người, ít nhất cũng phải 4-5 người. Nếu như mà mình người nhà mình đi theo thì nó sẽ đỡ được cái phần tiền thuê. Còn nếu mà mình không có trực tiếp mình đi, mình giao cho thuyền trưởng đi thì nếu mà chi phí để trả lương cho nhân viên một cái xà lan lớn như thế này thì mà bèo bèo cũng phải 50 triệu một tháng. Nhưng mà đổi lại thu nhập cũng không hề nhỏ. Thu nhập của cái chiếc lớn này thì khoảng 5 lần, gấp 5 lần bên chiếc của hai vợ chồng Ti đi á. Thực sự là ở bên chiếc của Ti đi là 800 tấn mà Ti thấy nó còn quá sức với mình rồi đó. Nhưng mà khi đi qua chiếc này Ti thấy trời ơi, quá trời khủng khiếp luôn. Nó to lắm cô chú anh chị ơi. Mình quay video á, nó không có được thể hiện rõ, nhưng mà khi mà mình trực tiếp mình đứng lên trên xà lan á, mình thấy nó to dữ lắm, mà mình đi không có quen dò, đi còn rung dò nữa đó. Khi mà đi quay những cái xà lan mà lớn lớn như thế này đăng lên á, thì sẽ có một số bạn sẽ có cái suy nghĩ là trời ơi sao mà giàu quá vậy, tiện đâu mà đóng cái xà lan lớn như vậy mà giàu quá vậy. Nhưng mà thật ra không phải đâu, ông bà hồi xưa cũng phải cần kiệm dành dụm chắc chiêu và chịu cực chịu khó dữ lắm mới làm được nên cơ ngơ như ngày hôm nay. Thì hồi xưa ông bà cũng phải từ ghe gỗ rồi đi lên dần 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 mới đổi lên được những xà lan lớn như thế này. Thì hồi xưa bên nhà Ti cũng vậy. Bên nhà Ti, ba mẹ chồng Ti hồi xưa là đi ghe gỗ 45 tấn, xuất phát từ cái ghe gỗ 45 tấn nha. Rồi sau đó mới làm lụng, dành dụm, chắc mót mới để dành, mới đổi lên được như bây giờ, mới có nhà, có cửa, có đất rồi. Chứ thật sự nếu mà mình làm mà mình không dành dụm thì sẽ không có dư đâu. Từ khi mà đi ra đời kiếm tiền tới bây giờ, khi mà biết được những cái người mà chịu khó làm lụng và cố gắng phấn đấu để mà phát triển hơn, thì mình thấy người ta siêng năng như vậy, mình rất là ngưỡng mộ luôn. Và đó là cái tấm khi mà lên Sài Gòn hoặc là ra Vũng Tàu thì mình sẽ gặp những cái xà lan lớn, những cái ghe lớn. Nhưng mà khi mà về miền Tây thì mình sẽ gặp những ghe nhỏ nhỏ như thế này rất là nhiều luôn. Những ghe như thế này thì tầm 30 tấn thôi, ghe 30 tấn, hai mấy, rồi 50 tấn vân vân. Nhưng mà hồi xưa, hồi thời năm chín mấy thì những ghe nhỏ như thế này là
thu nhập rất là ổn luôn, rất là ok luôn. Nhưng mà hiện tại thì thu nhập không còn nhiều giống như hồi xưa nữa, tại vì nó đã bị thay thế bởi xe tải rồi. Bây giờ đường xá thuận tiện, người ta vận chuyển bằng xe tải rất là nhiều luôn. Với lại bây giờ cái lượng ghe và cái lượng xà lan nó cũng nhiều nữa, cho nên nó bị cạnh tranh dữ lắm. Khi mà đi trong sông hẹp á, những cái chỗ nào mà xà lan tới không được á, thì còn đỡ nha. Nhưng mà những chỗ nào mà xà lan tới được thì cái giá thành nó sẽ bị hạ xuống. Tại vì nếu mà chở được cái tải càng lớn á, thì nó người ta công ty người ta sẽ hạ cái giá cước vận chuyển xuống à. Cô chú anh chị ơi, đó giờ đi đường xuống Cà Mau này lần đầu tiên mà đi gặp sương mù kiểu như thế này nè, không thấy đường chạy luôn. Hồi hôm đi tới cái đoạn này làm 3 giờ mấy sáng rồi mà sương mù, mình pha đèn mình không có thấy đường đi, mình không có thấy đường chạy. Bây giờ hai vợ chồng đi bỏ neo đậu lại, bây giờ là 6 giờ mấy, đi đậu tới 6 giờ mấy sáng rồi mà sương mù vẫn còn luôn, sương mù dày đặc mịt mù không có thấy đường chạy luôn. Bây giờ mình ráng mình chờ một hồi nữa trời nắng lên á, coi nó có bớt không thì mình mới đi được, chứ bây giờ không thấy đường đi, không có dám đi vì sợ phía trước mình xà lan đổ lại mình không có thấy được mình né. Lúc nãy là định đậu cho trời nắng lên nhiều cho sáng luôn rồi mới đi, nhưng mà ở phía dưới nhà máy người ta hối quá trời. Giờ đi thả nhỏ nhỏ, đi bò đi lần lần thì trong tầm 1-2 tiếng thôi, khi mà nắng lên rồi thì sương tan thì mình sẽ dễ chạy hơn. Cái lý do mà hai vợ chồng đi đổi qua chiếc này lớn hơn á, là cũng cũng một phần là bị ép. Tại vì hồi trước đi chiếc 400 tấn á, mình hay bị ép giao những cái điểm mà ở trong sông hẹp, trong hốc và tó. Trong khi đó mình giao ở trong hẻm, trong hốc giá 80 ngàn một tấn ví dụ đi. Những cái xà lan lớn giao ở ngoài sông lớn cũng 80 ngàn một tấn nữa. Thì làm như vậy mình rất là thiệt thòi luôn, tại vì giao trong sông nhỏ nó cực lắm. Bởi vậy hai vợ chồng ti cố gắng đổi qua chiếc lớn hơn thì mình không có bị ép nữa, mình không có bị người ta ép nữa. Cỡ này là người ta đâu ép mình vô sông nhỏ được nữa đâu. Cô chú anh chị ơi, đi mà sương mù như thế này mà đi trong sông hẹp còn dễ canh nha, tại mình sẽ canh khoảng cách từ bờ ra ngoài xà lan, mình canh chừng một khoảng mình chạy đi. Còn khi mà đi ra cái vùng mà rộng như thế này mình rất là khó canh luôn. Tuy là nó rộng nhưng mà nó cạn, tại vì có một bên đó là nó cạn, một bên nó sâu. Như thế này là bên này là nó cạn nè, bên đây bên vôi là nó cạn nè. Bây giờ mình phải thuộc đường, mình sẽ đi mấy bên vịnh là mấy bên tay phải, còn lát mình đi một chút xíu nữa thì mình sẽ xẹt về bên trái lại, mình sẽ đi bên vịnh lại. Cái đoạn này mình phải thuộc đường mình mới đi được, mà kiểu như này tới thui tới tới ôm như vậy là cũng bó tay luôn. Rồi thêm mình chạy mình không có né rác được nữa. Cái ghe nhỏ lên rồi, cái ghe đó hình như cùng chiều với mình á. Có phao xanh nè nhưng mà đèn nó không có chớp. Bây giờ mình chỉ canh theo cái khả năng của mình thôi, rồi mình đi đại, cầu mong cho mặt trời mau lên á thì sương mù này nó sẽ tan hết, là mình dễ đi và mình thấy đường mình đi. À rồi, mấy cộng hành bữa nay nó u nu u nặng đẻ ghê anh ơi. Sương sương bám lên hành này, cà 3 cây cà của ti bữa nay nó bự quá à. Đủ đất á, nó mập này, cái trái này là thu hoạch được rồi nè, để lâu quá nó sẽ già. Trái này là bữa nay mình thu hoạch được rồi đó. Này đang gỡ gác chân vịt. Thường thường những ghe kiểu như này là hay chở mía. Khi mà đang đi như này á, mà bị dính gác, những phương tiện nhỏ 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 như này á, người ta sẽ tắt máy
tắt máy thả trôi rồi người ta gỡ gác xong mình ta chạy tiếp. Còn như ở bên Tây á, là nếu mà đậu lại gỡ gác thì mình phải bó neo hoặc mình một dây, tại do đi có hai đứa mình làm vậy nó hơi nguy hiểm, mình không có thả trôi được, mình phải tắt máy đàng hoàng rồi bỏ neo đàng hoàng rồi mình mới lặn mình gỡ gác được. Có cái gì á anh? Xà lan mình đi nguyên một đêm, hồi hôm đậu lại được 2 tiếng thì anh Năm ngủ được có 2 tiếng thôi, bây giờ ổng cũng muốn sừng đầu rồi, trông cho trời mau nắng lên đó, một lát nữa thì đổi ca với Năm nặng cho anh ngủ thêm miếng nữa. Và cô chú anh chị ơi, bây giờ hai vợ chồng Ti đã xuống tới nhà máy Đạm Cà Mau để mà nhận hàng rồi nè. Chuyến này hai vợ chồng Ti sẽ chở phân xá, phân Đạm Cà Mau xá xuất khẩu. Thường thường mình sẽ chở hàng đóng bao, nhưng mà cái loại hàng xá này cũng y chang như hàng đóng bao vậy đó, nhưng mà khác cái hình thức là xuống xá thôi. Và đợt này mình không có cẩu túi giống như đợt trước nữa. Đợt này nhà máy đầu tư hẳn một cái hộp xả xuống như thế này, mình nhận nhanh dữ lắm luôn. Và khi mà chở hàng bao thì sẽ được cơi mới đủ tải. Thường thường những cái xà lan mà chở phân này nè, chở lọt hầm hàng bao được bao nhiêu tấn thì hàng xá sẽ chở được bao nhiêu tấn. Nhận cái hàng này thì bao sướng luôn, mình không có làm gì cả. Mình nhận xong rồi mình lên phần cân mình ký phiếu là xong rồi, mình không có kiểm đếm gì hết trơn á. Và nhận hàng này thì chắc chắn là cái xà lan mình nó sẽ bị xét nha cô chú anh chị ơi, tại vì cái phần nó trực tiếp, nó tiếp xúc trực tiếp với xà lan của mình luôn mà. Nhận hàng này xà lan dễ bị xét lắm, nếu mà cô chú anh chị muốn chở hàng này thì phải cân nhắc nha. Khi mà nhận đầy tới đâu thì nhân viên bên nhà máy sẽ phủ một cái lớp bạc ở trên tới đó, người ta sợ bụi ở trên dưới giả nắp hầm của mình nó rớt xuống dưới phân á. Người ta kỹ lắm, người ta đậy như thế này luôn nè. Đầu năm nay cái lượng phân mà nhà máy Cà Mau xuất khẩu đi nhiều lắm, hơn 100.000 tấn và chia ra làm 3 tàu thì Ti chở được 2 tàu thôi, còn một tàu kia thì Ti không có chở. Cái phân xá này nhận nhanh lắm cô chú anh chị ơi, nhận trong vòng mà vài tiếng, tầm 8 đến 10 tiếng là Ti nhận đầy rồi. Còn thường thường nhận hàng bao là có một ngày, ngày một đêm mới nhận xong. Bây giờ Ti sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video hôm nay. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại nha.